Hi, chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh tachoba.com. Thì trong video này mình sẽ trên tay đi review cho anh em về cái sản phẩm mà đèn led trang trí nhà ha. Anh em có thể trang trí trong dịp Tết nè, trong dịp Giáng sinh hay là những trong cái dịp tiệc cưới này kia rồi đó. Nó khá là phổ biến để anh em có thể trang trí luôn. Tại vì anh em có thể setup nó đơn giản hơn so với việc mà anh em sẽ sử dụng cắm điện ha. Cái sản phẩm này mình mua với cái mức giá là cái phiên bản 10m á, thì mình phải trả cho nó là cái mức giá là 22.000. Và cái phiên bản 5m thì mình trả cho nó là 16.000, và cái phiên bản 1m thì mình sẽ trả cho nó là 9.000 ha. Thì ba cái này mình mua là để review trong cái dịp Tết cho anh em, nhưng mà qua Tết rồi nó mới về nó hơi trễ thì mình review luôn cho anh em, để anh em có một cái nếu mà anh em cảm thấy thích và mua về sử dụng cho gia đình nhà mình thì anh em có thể mua ha, hay là sử dụng trong cái dịp trang trí á thì anh em có thể mua về anh em sử dụng ha. Bây giờ mình cùng anh em mở cái sản phẩm này ra. Đó, cái này nó xài bằng cái cổng USB nha anh em, thì anh em dễ dàng có thể mà cắm vào sạc dự phòng để sử dụng. Đây, nó như vậy anh em. Tại sao mà mình mua nhiều loại như vậy? Tại vì mình thấy nó có nhiều màu sắc nè, cũng giống như là nó có nhiều cái option khác nhau, nhiều cái kích thước khác nhau để anh em có thể mua. Một cái như vậy thì khi mà mở lên thì nó không đẹp, nhưng mà nhiều cái cộng lại thì nó rất là đẹp luôn anh em. Bây giờ mình sẽ lấy sạc dự phòng test thử cho anh em ha. Thì đây anh em, mình đã có chiếc sạc dự phòng mình ở đây. Sạc dự phòng này, sạc dự phòng Hoco, thì mình sẽ có 3 cổng luôn để mình test được 3 cái dây này cho anh em. Thì cái sản phẩm này á, thì cái màu sắc của cái bóng đèn này thì nó sẽ có nhiều màu sắc. Thì anh em có thể chọn những cái sản phẩm là đèn led 7 màu nè, hay là màu trắng, màu đỏ, màu xanh da trời, màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ hay là màu hồng gì đó, thì anh em thích cái màu nào thì anh em có thể lựa cái option màu đó để anh em sử dụng ha. Thì cái này anh em thích hợp để anh em có thể sử dụng để trang trí trong phòng, hay là đồ giặt, hay là anh em có thể sử dụng để chạy chữ nè, hay là có thể uốn cong lại một cách dễ dàng để trang trí trong một cái bàn làm việc, hay là trong những cái khung chụp ảnh cưới, hay là những cái live review như mình chẳng hạn, thì anh em có thể sử dụng ha. Cái này thì nó hỗ trợ là nó chống nước nhẹ luôn, nên anh em có thể trang trí ngoài trời cũng được luôn. Nhưng mà anh em trang trí không sợ mắc cái dây đèn đâu, mà sợ mắc cái cục sạc dự phòng của anh em á. Đây, mình sẽ test thử cho anh em xem ha. Đó, mình sẽ bật lên. Cái này là cái phiên bản dây màu xanh, thì một lát mình sẽ tắt luôn cái la đèn để cho anh em xem được là như thế nào ha. Còn cái này thì mình mua một cái bản màu xanh với lại mấy cái này như là bản màu vàng, sau đây mình cắm cho anh em xem thử ha. 5m thì nó khá là dài. Đây, dài lắm anh em ơi. Cái này là phiên bản chắc nữa. Mình cắm như coi nó màu gì đây. À, cái này là màu vàng anh em ha. Thì anh em biết á, nhiều bóng thì đương nhiên là cái ánh sáng nó sẽ thấp xuống chứ nó không thể nào mà cháy nhiều được ha. Còn này thì cái phiên bản này là bỏng, mình mua là 7 màu nè anh em. Mình sẽ mở ra luôn cho anh em xem thử ha. Cái này dài lắm luôn á, rất là dài luôn, không ngờ nó dài vậy luôn anh em. 10m mà anh em gửi thì cũng cẩn thận nhẹ nhàng ha, tránh cái tình trạng mà nó bị gối. Bây giờ mình ghim vô luôn đi chứ để gửi hồi hết cái đường sở đó anh em. Đây là cái phiên bản, bây giờ mình sẽ tắt đi cái light đèn để mình sẽ review cho anh em ha, tại vì nếu mà có light đèn thì nó đâu còn đẹp gì nữa đâu ha. Thì đó, anh em thấy sao? Thấy cái live review của mình nó có lung linh và hiền ảo không em? Nó có đẹp không anh em? Thì cách sử dụng thì đơn giản thôi, anh em chỉ cần cắm vào trong cái cổng USB nè, hay là anh em có thể cắm vào cổng mà sạc dự phòng, hay là cổng USB của laptop, hay là ổ củ sạc của điện thoại ha. Thì anh em có thể đều sử dụng được cái sản phẩm này. Về phần kích thước thì nó sẽ có nhiều cái kích thước khác nhau, thì anh em có thể sử dụng cái kích thước của mình mong muốn. Ví dụ như anh em muốn 10m thì anh em mua 10m ha. Và anh em muốn dài ngắn hơn thì mua 5m hay 3m, 2m, 1m gì đó, tùy theo cái mà anh em thích cái phiên bản nào, độ dài nào và màu sắc nào, tùy theo cái khung cảnh mà anh em có thể mua về trang trí khác nhau. Bằng cái USB như thế này thì anh em sẽ dễ dàng trong cái việc mà anh em bố trí được trong những cái ngoài cây xăng dương nè, hay là anh em có thể để trong những cái khu vực mà không có ổ cắm điện á, thì anh em có thể dễ dàng sử dụng ha. Một cục sạc dự phòng 20-30 ngày bây giờ như vậy thì anh em sử dụng tầm khoảng 3-4 ngày là bình thường cho những cái dây đèn này, nó sẽ không hao điện nhiều mấy đâu. Mình đốt một cái dây này á, thì mình sử dụng cái cục sạc của mình còn đâu đó khoảng 6.000 mAh, thì mình đốt còn tầm khoảng 2-3 ngày nó mới hết anh em. Thì anh em sử dụng thì nó sẽ khá là tốt. Cái này thì mình thấy theo cái hình thức nó ước lượng thôi, chứ cái độ dài thì nó có thể không chính xác, hay là nó có thể đứt một vệ bóng. Thì anh em thấy như thế nào đó anh em có thể mua về sử dụng ha. Cái này mình thấy trang trí phòng ngủ, hay là những cái khuôn viên cà phê, hay là anh em nào mà đang muốn làm một cái điều gì đó cho người yêu mà tỏ tình chẳng hạn, thì anh em có thể mua dài dây 10m về anh em bố trí hình trái tim này kia đồ, thì mình thấy trong cái dịp Valentine gần tới rồi
thì anh em có thể mua về để kết hợp với lại những cái quà tặng Valentine để chúng ta cùng tổ chức cho một cái ngày tình yêu nó hơi nồng nhiệt anh em ha. Thì đó anh em, thì trong video này mình cũng đã trên tay để review cho anh em về cái sản phẩm đó là dây đèn cắm giúp bi đom đóm rồi. Ngoài cái phiên bản này ra thì anh em còn những cái phiên bản khác, ví dụ như phiên bản sử dụng những cái pin cúc áo á, những cái viên pin CMOS anh em, CR á, hay là những cái phiên bản mà sử dụng chạy cái pin 2A, thì tùy theo anh em yêu thích cái phiên bản nào thì anh em mua cái phiên bản đó. Mình thấy xài bằng sạc dự phòng như vậy nè thì anh em sẽ tiết kiệm hơn cho cái việc mà anh em đầu tư cho cái chi phí nguồn điện để anh em sử dụng ha. Thì nếu anh em muốn mua sản phẩm này thì bấm vào cái phần link mô tả video nè, hoặc phần ghi bình luận thì mình để dưới, anh em bấm vào tham khảo và mua. Còn nếu anh em cảm thấy video này hay cũng giống như là hỗ trợ anh em thì bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh Tài Trợ 3 Com của mình. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.